Rồi, thân chào các bạn. Bây giờ là mình tiếp tục gặp nhau ở series nói về ứng dụng Ergo Plus trên xe trải nhựa Volgen thuộc tập đoàn Wittgen của Đức, mà do Vitrac đang phân phối tại Việt Nam, đang là đại lý chính thức phân phối tại Việt Nam. Thì hai video lần trước á, về video thứ nhất á, là mình đã giới thiệu cho các bạn á, đó là cái ứng dụng một cách tải và những cái sơ lược của cái ứng dụng Ergo Plus. Cái video thứ hai á, mình đã giới thiệu cho các bạn đó chính là cái phần đầu tiên, tức là cái ở trên cái màn hình điều khiển á, nó có bốn cái phân khu, thì mình đã giới thiệu cho bạn cái phân khu đầu tiên. Thì hôm nay thì mình sẽ đi đến cái phân khu thứ hai. Rồi, như vậy là không mất thời gian của các bạn nữa, thì mình sẽ đi vào phân khu thứ hai. Thì các bạn nhìn trên màn hình ở đây vẫn tiếp tục là tổng quan của cái ứng dụng nha các bạn. Mình bấm vào đây được chưa? Ở trên màn hình thì cũng có bốn bốn phân khu, nhắc lại cho các bạn là chúng ta có bốn phân khu. Phân khu thứ nhất là mình đi rồi đây, các bạn không biết còn nhớ gì không? Bây giờ mình sẽ quay vô, mình đi vào phân khu thứ hai đây nha các bạn. Phân khu thứ hai mình bấm vào thì nó sẽ có màu xanh như thế này. Mình bấm vào phân khu thứ hai. Phân khu thứ hai nó được ghi ở đây, đó chính là Street Functions, là chức năng của bạn đầm. Thì chúng ta nhìn thấy là đây là nó mở ngay ở giữa luôn nè các bạn. Tại vì trên xe chải á, cái bạn đầm là cái quan trọng nhất. Cái bạn đầm nó chính là cái làm ra sản phẩm, do đó cái này được nằm ở giữa. Triết lý khá là hay các bạn nha. Mình bấm vào nha. Thì ở đây sẽ chúng ta sẽ đi qua cái gì ạ? Chúng ta sẽ có 1 2 3 4 5 6 7. Vậy là video này hơi ngắn nha các bạn. Mình sẽ có cái chức năng, mình đi vào chức năng luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ có chức năng là Street Lock, nghĩa là chức năng khóa bạn đầm. Rồi, với chức năng này ý nghĩa là gì thì mình sẽ giải thích cho các bạn. Khóa bạn đầm là cái gì ạ? Đây là cái bạn đầm này các bạn này. Các bạn nhìn thấy, đây là hệ thống bạn đầm phía sau. Ở đây là có một cái càng, và ở đây này các bạn nhìn thấy chỗ này nó có một cái chốt khóa nha các bạn. Thì khóa ở đây á, là các bạn tưởng tượng đây là cái bàn đầm, đây là bàn đầm nha các bạn. Thì nếu mà khi mà di chuyển á, mà chúng ta không không có khóa, thì khi mà di chuyển cái nén này thì nó sẽ ngóc đầu như thế này, và thì nó sẽ gây gây là hư hại. Vậy nhưng nếu chúng ta khóa ở đây, chúng ta có một cái chốt khóa ở đây, chốt khóa khi mà khóa nó nâng như thế này thì nó đỡ cái bàn đầm. Vậy thì khi mà di chuyển á, khi mà vận chuyển á, thì cái xe nó không bị này, và nó sẽ cứ khóa cứng ở đây. Vậy thì lúc này hệ thống bàn đầm được bảo vệ. Mình sẽ đi vào chức năng này nha các bạn. Các bạn để ý ở khúc này và thứ hai ở khúc này. Mình sẽ coi video clip. When the paver is in the transport position, the screed is secured by locking Đây các bolts. bạn, Before the screed lock is released, the screed must first be raised bấm out này of lên, the transport position. Then, just press the button to get the hydraulic screed bấm lock to retract the two locking bolts, allowing the screed to be lowered. rồi. Các bạn để ý không ạ? À, để ngay cái màn hình này, tức là mình sẽ nhấn cái khi mà mình vận chuyển rồi thì mình muốn là đưa cái nút này nó đi ra và đi vào. Vậy thì mình nhấc cái bàn đầm lên một tí, mình mở lên để làm gì? Xong rồi mình nhấn cái nút để cho cái chốt khóa này nó rút vào. Sau đó mình hạ bàn đầm xuống mình làm. Các bạn để khúc này đây nha các bạn. Thì cái nút vàng vàng ở trên này này các bạn này, nút vàng đây nha. Đó chính là các bạn nhìn thấy không? Khi mà bấm á, thì là cái đèn LED này nó sáng lên. Ở đây mình thấy nè, họ ghi nè, switches hydraulic screed lock on, LED lights up or off, là cái đèn này nó sáng hoặc là nó tắt. Các bạn coi lại video một lần nữa. When the paver is in the transport position, the screed is secured by locking bolts. Before the screed lock is released, the screed Bấm must lên. first be raised out of the transport Sau position. đó Then, just press the button mình bấm to vào get the hydraulic và screed cái lock này nó to bỏ vào. retract the two locking bolts, Sau đó mình hạ allowing the đầm xuống, screed to be bạn đầm lowered. lúc này hạ xuống đó để mình làm việc bình thường nha các bạn. Rồi, khi mà mình di chuyển thì mình lại làm ngược lại. Đây là một cái chức năng rất là hay. Ở trên đời trừ hai thì cái này là phải phải dùng bằng tay, phải khóa bằng tay. Thì đôi khi là các anh thợ vận hành nó sẽ quên hoặc là làm biếng làm, thôi thì cứ bỏ lên cho rồi. Còn trên này thì rất là tiện dụng, tất cả dùng bằng thủy lực
À, rất là hay nha các bạn. Mình qua cái tính năng thứ hai là cũng trên cái nút bấm này luôn nha các bạn. Đây là nút bấm là lên và xuống. Ở đây đó chính là Rise and Lower Street, nghĩa là nâng hạ bàn đầm. Nâng hạ bàn đầm ở đây là nâng hạ nguyên cái hệ thống bàn đầm nha các bạn. Lên và xuống, lên và xuống. Chúng ta sẽ nhìn thấy này. Ở bên cạnh đây chúng ta có hai cái nút bấm lên và xuống. Ở đây nó ghi gì ạ? Press button to rising or lowering the street. Release button and street is held in place. Khi mà nhấn nhấn lên hoặc nhấn xuống để mà điều chỉnh cái hệ thống bàn đầm lên hoặc xuống. Sau đó khi mình nhả cái nút ra thì cái hệ thống bàn đầm nó đứng im. Tức là cái dầu và anh chân có xi lanh thủy lực đó các bạn, nó sẽ chặn lại và nó giữ cái bàn đầm. Mình sẽ thử nha các bạn. Mình bấm nút ở trên này, ở đây, lúc này nha. Mình bấm lên này. Đã, thì các bạn nhìn thấy là cái bàn đầm này nó đi lên. Mình bấm xuống này. Đấy các bạn nha. Rồi, nó đơn giản thế thôi. Chứ chức năng này chức năng rất là đơn giản. Các bạn cứ bật cái cứ đề cái máy lên nha, cứ bày cái cứ cứ đề cái máy nó nổ. Sau đó thì các bạn nhấn lên và nhấn xuống. À, đối với cái máy này thì các bạn chỉ cần làm quen khoảng 2 tiếng và các bạn sẽ thuộc hết các chức năng của nó thôi. Và dĩ nhiên là sau quá trình lao động thì các bạn quá trình làm việc đó các bạn thì các bạn sẽ gần như là thuộc như cháu nó luôn. Tuy nhiên ở đây ở mức độ đây là mức độ là các bạn là nhấn nút và thấy chức năng nó làm. Còn việc mà các bạn mà sử dụng thành thục nó hay không, một cách nhanh chóng hay không thì cứ thông qua cái quá trình là các bạn sử dụng thì nó sẽ gần như là sẽ đi vào máu các bạn luôn. Mình sẽ chuyển sang cái thứ ba. Đây là một cái chức năng mà các bạn hay hay làm sai nha các bạn. Đây là nâng hạ nguyên cái hệ thống bàn đầm. Được chưa? Còn ở đây á, là chức chức năng là nâng hạ. Ở đây là chức năng là nâng hạ cái tall point ram, nghĩa là cái khúc này nè các bạn này. Nha, cái càng này nè các bạn này. Đó thì thường á là cái bàn đầm nó đang ở đây thì các bạn chỉ là nhấc cái miệng này lên hoặc là hạ cái miệng này xuống, tức là nó làm cho cái nhựa nó đi vào và cái góc alpha đó các bạn. Cái góc alpha là cái góc này. Đó, ở đây là cái mặt phẳng 90 độ này, góc alpha này các bạn, góc alpha này. Đó. Thì cái đầu này á các bạn là mở cái miệng này lớn ra như thế này hoặc là hẹp. Hẹp như thế này thì nhựa nó vào ít hơn, không đúng không các bạn? Và khi mà các bạn mở ra như thế này thì cái miệng nó vào lớn hơn, à, cái miệng nó mở ra lớn hơn, vậy thì nhựa nó vào nhiều hơn. Tuy nhiên có một bất lợi, ở đây vẫn là mặt phẳng nha các bạn, ở đây vẫn là mặt phẳng. Thì cái góc alpha này ở đây á thì nó vào này, nhựa vào đây, và cái mặt này là vạch chà sát này các bạn, nó chà này, nó chà này, và vô tình thì cái bàn đầm của các bạn khúc này nó bị mòn rất là nhiều, thì các bạn phải hạ làm sao góc alpha này nó kết kết hợp á, là bàn đầm lên hoặc là xuống một cách như thế này, và góc alpha này các bạn, góc alpha này nó không được mở quá rộng như thế này. Rồi mình sẽ đi coi nha các bạn. Cũng tương tự như vậy thì ở đây mình chỉ là bấm lên hoặc bấm xuống thôi. Và ở đây các bạn nhìn thấy rõ nhé. Đây là có nó có cái đây là trên cái này nó có ghi này. Cái dấu mà mũi tên lên xuống nhỏ nhỏ đấy các bạn, và cái màu đen đen ở đây. Đã, đây đây. Chúng ta thấy ở đây ghi là 35 cm không ạ? À? Góc alpha đây tới 35 cm này các bạn nhìn này. Đó, mình xuống này. Xuống. Đây là lúc phẳng rồi nha các bạn. Các bạn nhìn này, ở đây là cái xi lanh cao độ này, nó cũng sẽ có này, mình lên này. Đó, thì các bạn nhìn thấy ở đây nha, cái xi lanh này cũng lên này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Rồi, xuống này. Rồi, nếu mà nằm ở trong tình huống này á, vậy thì nhựa nó như thế nào ạ? À? Nó không vào được. Đúng không? Vậy thì khúc này á, thì mình nâng cái hệ thống bàn đầm bằng cái ti này nè các bạn này, bằng cái hệ thống ti này này, nâng lên một tí thì nhựa nó vào được rồi. Và góc alpha này nè, cái góc này nè, nó mở một cách vừa phải. Đây, mình sẽ mở lên cho các bạn coi. Rồi, nếu như mở này, mở theo góc này thì cái bàn đầm nó sẽ được mòn đều, cái hệ thống cái tấm mài mòn đó, trên hệ thống bàn đầm đó các bạn, hệ thống bàn đầm đó, nó sẽ mòn đều. Còn nếu mà góc alpha nó lớn như thế này,
Đó, lớn nhất thì các bạn nhìn thấy toàn bộ là cái điểm cuối cùng này ấy, là nó trụ và coi như là nó mòn rất là nhanh. Mình chuyển sang chức năng tiếp theo. Cái này là bên bên cái này là bên bên trái nha các bạn, cái này là bên phải thì cũng tương tự như vậy thôi, không có gì khác biệt cả. Đấy đấy nha các bạn. Vậy thì hai góc bên này, hai góc bên trái và bên phải, góc alpha bên trái và góc alpha bên phải mở một cách độc lập nha các bạn. Do đó là chúng ta nên cân đối làm sao mà cái góc mà trên cái thông số hiển thị này các bạn này, đấy nha, là phải đồng nhất. Ví dụ như bên kia mình mở thành 35 cm thì bên trái cũng nên mở 35 cm, còn nếu không là chúng ta mở một cách vừa phải, làm sao cho hai bên cái thông số nó bằng nhau. Rồi mình chuyển sang chức năng tiếp theo. Đây là chức năng là thu thu vào và mở rộng cái bàn đầm. Thường á, là các bạn để ý là cái đường này khi mà chạy á, nó sẽ có cái đoạn mà đoạn vòng, đoạn cong, thì rồi có những cái đoạn mà đường á, là nó được mở rộng ra. Ví dụ như là cái dải bên trong là làm cho cái khúc mà đậu xe ô tô các bạn. Vậy thì lúc này là cái bàn đầm nó đang chạy thẳng như thế này, vậy thì bàn đầm nó sẽ mở ra như thế này và nhựa nó sẽ được vô bên trong nha các bạn. Đó thì chức năng này là chức năng rất là hay, và gần như là tất cả các xe chạy nhựa đều đáp ứng được cái tiêu chuẩn này, chẳng qua là triết lý là khác nhau thôi. Và có thể điều khiển ở đâu ạ? Một á, là điều khiển ở trên bàn thờ, ở trên cái bảng điều khiển đó các bạn. Hai á, là điều khiển ở trên bàn tay. Và thường thường á, là các anh chị mà đi cái bàn tay dưới này này các bạn, điều khiển đây này các bạn, anh chị sẽ đi dọc trên này và điều khiển, thì nó có một cái nút, chính là cái nút Smart View này này. Thì ở video clip tiếp theo á, thì mình sẽ nghiên cứu nó. Thì đây mình chỉ nghiên cứu ở trên cái bàn điều khiển chính thôi. Bây giờ mình thử mở rộng về bên trái và mở bên phải xem như thế nào nha các bạn. Đấy, đây là mình thu vào. Ở đây mình đang nói đây là ha, Switch Extending Unit Left Side, tức là bên tay trái nha các bạn, bên tay trái. In và out. Đây về nút này là mình mở rộng nó ra ra hết cỡ rồi đó các bạn. Và mình thu vào. Thu vào. Rồi, thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây này, hệ thống bàn đầm này thì cái chỗ nào màu đen đen á, đen đen chỗ này nè, tức là nó đang tác dụng trên cái việc đó nha các bạn, nó sẽ khác biệt này. Mình mở rộng này, thì các bạn nhìn thấy khúc này nha. Ở đây cái video này rất là hay, là nó mô tả gần như là gần giống như cái xe thật luôn. Cái hệ thống thủy lực này các bạn. Đó. Các bạn nhìn thấy nha, ở đây là hệ thống thủy lực này rất là chi tiết luôn này. Đấy. Rồi mình thu vào. Rồi, nó có như vậy thôi. Thì ở đây cũng chẳng có gì cả, thì nó cũng là kêu là mình nhấn và khi mình thả ra thì cái bàn đầm mình lúc mình thả thì nó như thế nào thì nó sẽ nằm ở vị trí đấy. Ví dụ mình ra này, rồi mình dừng lại này, đó mình dừng lại này, đó nó vậy thôi. Và tương tự như vậy thì mình có cái mà thu và mở rộng cái bàn đầm bên phải, tương tự như vậy không có gì khác cả các bạn nhé. Rồi mình qua nhanh cái chức năng dành cho cái bàn đầm bên phải. Rồi chức năng cuối cùng ở trên cái hệ thống mà điều khiển cái bàn đầm này, Street Heating, nghĩa là sưởi ấm cái bàn đầm. Sưởi ấm cái bàn đầm này làm gì, gọi là hay là gia nhiệt hay là sông nhiệt đó các bạn. Đó. Mình làm cho cái hệ thống bàn đầm này nó nóng lên, nó nóng lên, nó không phải là nóng nhựa nha các bạn, mà là nếu như mà cái hệ thống bàn đầm này các bạn, cái mặt bàn đầm dưới này này mà nó lạnh, và sau đó là nhựa, bê tông nhựa nóng ở đây á, nó gọi là bê tông nhựa nóng mà nó rất là nóng, khoảng 130 độ tới 140 độ. Vậy thì lúc này á, là nóng mà gặp lạnh thì ngay lập tức á, là cái cục nhựa ở đây này nó sẽ bám dính vào cái bề mặt và nó sẽ vón vón cục. Vì khi các bạn chạy á, thì đây là cái mặt phẳng này các bạn, thì chạy thì có những cái cục như thế này và nó làm cho mặt nhựa nó bị cào và nó làm cho mặt nhựa không đẹp. Do đó là chúng ta phải xông nhiệt, gia nhiệt cái hệ thống bàn đầm bằng những thanh thanh xông, bằng những và ở trên xe Volgen thì cái hệ thống bàn đầm này được gia nhiệt, được xông nhiệt bằng bằng điện và bằng máy phát điện. Và cái máy phát điện ở trên xe Volgen này rất là hay các bạn, là
máy phát điện gần như là vĩnh cửu và không hư. Nó đủ công suất để mà cung cấp điện cho hệ thống bàn đầm, hệ thống điều khiển, các loại hệ thống khác. Và đặc biệt là khi mà các bạn mà có thêm cái hệ thống mà đó chính là cái hệ thống chiếu sáng đó các bạn, là chiếu sáng công suất cao, đủ chiếu hai cái bóng đèn, bóng đèn mà những đèn mang sông ngày xưa rất là sáng, rất là to và chiếu sáng cả một bầu trời luôn. Gần như là chúng ta sẽ nhận được ánh sáng là ánh sáng không không dám nói là như thế nào, nhưng mà có thể mô tả là gần gần giống ánh sáng thật ban ngày, rất là sáng, và chúng ta đủ điều kiện làm việc cho cả một cái vùng. Chúng ta không phải thuê những cái đèn mà LED cao áp như các bạn, ngay trên xe này nó đã đủ rồi. Thì cái đó là cái option mà mua thêm thì các bạn hoàn toàn có thể mua thêm. Nhưng mà cũng báo trước các bạn là cái hệ thống đèn đó nó rất đồng bộ và gần như là cũng không rẻ đâu. Tuy nhiên là công suất và nó là tuyệt vời. Rồi, chúng ta sẽ đi vào. Ở đây nó ghi gì đây? Street heating on. À, mình bấm nha các bạn, bấm cái nút. Và function trespass automatically during the check. The last flash, cái đèn nó sẽ nhấp nháy. Mình bấm coi. To bring screed heating to operating temperature, it should be switched on with the paver in neutral mode about half an hour before starting work. Không hiểu. Mình sẽ coi lại. To bring screed heating to operating. Ở đây họ nói cái gì đây? Đây, đây là cái đèn này đó các bạn nha. Thấy cái này không? Đó, nó có cái hình mũi tên mà nó không phải là mũi tên thẳng thẳng đó, nó uốn éo đi lên đấy. Thì đây là gia nhiệt bàn đầm. Rồi, mình sẽ bấm cái này thì lúc này là đèn này nó sáng lên, đúng không các bạn? Mình sẽ coi tiếp. Bấm. Rồi, khi mà bấm on á, rồi thì ở đây các bạn nhìn thấy nè, ở trên cái khúc này nè các bạn, nó có một cái dấu ở đây. Vậy thì chúng ta gia nhiệt nó tăng lên, nút tăng này các bạn nha. Mình coi tiếp nè. À, và cái đèn này nó sẽ nhấp nháy nè. With the paver in neutral mode about half an hour before starting work. Rồi, mình sẽ coi lại cái clip này một lần nữa. To bring screed heating to operating temperature, it should be switched on. Nó lên tới 160 độ luôn nha các bạn. About half an hour before starting work. Và nó gia nhiệt cái vùng nào? Đây là hệ thống bàn đầm này các bạn. Đấy, những cái vùng này nó được nóng lên nha. Bàn đầm chính nè, xong rồi nó đây là bàn đầm mở rộng nè. Nó thu vào nè, thì những cái này nó thu vào, nó gọn ha. Thì hệ thống bàn đầm nó được sáng. Còn chức năng gì nữa không? Hết rồi các bạn. Rồi, vậy là mình đã đi qua cái phân khu thứ hai trong cái hệ thống bảng điều khiển chính ở trên khoang vận hành này các bạn, trên khoang của cái ông tài xế, ông vận hành này đó. Vậy là chúng ta sẽ đi qua rồi, và rất là hy vọng là các bạn có thêm cái kiến thức rất là hữu ích, và đặc biệt là các bạn nên nhớ cái phần mà mình nói đó các bạn nha. Đó chính là cái việc mà lên xuống bàn đầm thì lên như thế nào, và cái góc alpha này các bạn nha, là mọn, các bạn mở đóng mở như thế nào, nếu không là nó sẽ bị mòn không đều cái hệ thống bàn đầm, và lúc này nó sẽ rất tai hại và nó làm cho vật tư của cái máy nó tiêu hao nhiều hơn, tức là tốn tiền nhiều hơn, phải thay thế nó sớm hơn. Rồi, thân chào các bạn. Hẹn gặp các bạn vào phân khu, vào cái video clip mà giới thiệu về cái phân khu số 3. Cái video clip mà nói về phân khu số 3 là tương đối dài nha các bạn. Rồi, thân chào các bạn. Hẹn gặp lại.